số thiết bị mà mình sẽ đi lắp cho hồ của khách ha. Cái hồ này thì nó hơi đặc biệt một tí nên những cái thiết bị nó hơi lên lệch, mọi người sẽ thấy nó khác so với hồ cá coi bình thường ha. Đây là một cái sủi oxy LP100 này, LP100 này ha, nó mới, nó có cái đầu sủi chì này rất là nhiều luôn. Chắc anh em nào làm hồ cá coi quen sẽ biết. Con này thì ok rồi, xong. Đây là một cái bơm AC. Cái con này là 4.000, con này là con 4.000, đúng rồi, 4.000. Rồi đây là một con AC nữa, Royal mọi người. Royal này thì nó có nhiều cái mức điều khiển ha, AC bơm này đó. Con này thì là 20 mấy ngàn, đây mình quên mất rồi. Con này là 25 ngàn, à 25 ngàn, phải chưởng 200W nếu mà chạy maximum, thêm hai cái đèn UV 95W nữa. Đèn UV 95W đó. Rồi mấy cái đầu chia oxy thì mình cứ dự phòng thôi, chứ còn nếu mà khách mà có còn bao nhiêu thì mình lại từng dùng bao nhiêu. Nếu mà xài một cái thì tính tiền cái, xài hai cái tính tiền hai cái, ba cái đó. Rồi cái đầu T này nữa ha. Rồi đây mới là cái quan trọng nè, cái này là cái bầu cái bình nén, cái bình nén này để nó chia oxy ra cho nó đều giữa ở các cái sủi. Ở lao dưới cái hồ đó thì nó có khoảng chừng 4 cái sủi, thì mình phải xài cái đầu chia như thế này. Mặc dù mình đã làm rồi nhưng mà mình vẫn backup thêm một bộ nữa. Cái này là mình xài cái ống phi 114 nha mọi người nghe, ống 114 này để cho nó chia. Cái này thì anh em nào mà làm về nước đồ thì sẽ biết nè. Cái này là cái ốc xiết bồn, cái ốc xiết bồn này thì mọi người có thể mua ở bất kỳ tiệm nước cũng được. Cái đuôi chuột này cũng vậy ha, đuôi chuột này thì mình mua đâu đó 15 ngàn cái này. Đó. Đó, nó là như vậy. Rồi thêm một số ống viết nữa nữa thôi. Rồi anh em nào mà cần tư vấn hay là cần hỗ trợ lắp đặt về thiết bị hồ cá thì cứ liên hệ mình ha. Nếu ở Đà Lạt là mình tới tận nơi luôn. Rồi còn anh em ở chỗ khác thì mình sẽ video call, mình tư vấn cho mọi người làm sao cho nó ổn định nhất có thể. Cảm ơn mọi người.